cái thằng mà chút nữa kêu ba ghét cái này quay gì cái này à lúc mà anh tắt ở nhà chuẩn bị thuốc men hai bồn con nhìn chú bác tất cả các bạn bè đến chung vui ngày hôm nay. Cầm luôn đi anh Quý ở đúng rồi. Ông Quý ông ngồi đi để nghe. Tôi là bác của cháu Dung đại diện cho gia đình và cũng đại diện cho cả người bạn trai, bởi vì gia đình bạn trai không ai là người này hết. Và sau đây là song thân của cô dâu.